Mùng 1 tháng 7 âm lịch, lén rắc một nắm này ở trong nhà, sau 3 đêm sẽ đổi đời giàu to, tiền bạc ùn ùn kéo về chật két. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã sắp bước vào cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, cái ngày đầu tiên của cái tháng cô hồn năm 2024 năm Giáp Thìn. Và hầu hết mọi người đều lo sợ trong cái thời gian này sẽ gặp nhiều cái điều xui xẻo. Và trong những cái việc cần làm thì trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái việc làm mà chỉ làm xong một đêm thôi, quý vị cũng sẽ có cơ hội là đổi vận giàu sang quý vị nhé. Thưa quý vị, tháng 7 âm lịch hàng năm được coi là cái tháng đáng sợ nhất, bởi trong tháng này sẽ có rất nhiều ma quỷ được thả ra ngoài. Chính vì vậy mà tháng 7 được gọi là tháng cô hồn, mở cửa má hay là tháng xá tội vong nhân. Cách gọi này có nguồn gốc từ xa xưa đến nay, mọi người vẫn truyền tay nhau sử dụng nhưng ít ai hiểu biết hết cái ý nghĩa của cái tháng cô hồn. Bên cạnh những cái tín ngưỡng tâm linh còn thể hiện cái nét văn hóa sâu sắc trong cuộc sống của người Việt. Theo tục lệ thì người trần phải cúng gạo muối cho quỷ trong thời gian này để tránh những cái phiền toái quấy nhiễu. Bên cạnh những cái điều kiêng kỵ trong cái tháng cô hồn thì cũng có những cái điều mà mang lại may mắn cho gia chủ. Vì thế, để giảm bớt cái xui xẻo và gia tăng thêm cái may mắn, mang lại cái vận khí tốt cho bản thân và những người xung quanh mình, thì quý vị chỉ cần rắc một thứ này ở trong nhà thôi, đảm bảo sau một đêm sẽ có cơ hội trúng số độc đắc, đổi vận giàu sang. Để biết được đó là vật dụng nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thì trước tiên xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu về nguồn gốc ý nghĩa của cái tháng cô hồn. Đấy. Thưa quý vị, tháng cô hồn được bắt nguồn từ đạo giáo của Trung Quốc với cái quan niệm rằng từ ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch thì Diêm Vương sẽ bắt đầu mở cửa quỷ môn quan cho quỷ đói được trở về dương gian, và sau đó cánh cửa sẽ đóng lại vào đêm ngày 14 tháng 7 âm lịch. Vào khoảng thời gian này, những người dương thì nên cúng cháo, gạo để quỷ đói không bị quấy nhiễu và không quấy phá cuộc sống của chúng ta. Và ở Việt Nam ấy, thì cái việc cúng cô hồn là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống được truyền từ đời này qua đời khác. Người Việt cho rằng con người bao gồm hai phần, đó là phần xác và phần hồn. Phần xác khi mất đi nhưng mà phần hồn thì vẫn còn tồn tại. Có người được đầu thai chuyển kiếp, nhưng có người bị đẩy xuống địa ngục làm quỷ đói, nhũng nhiễu dương gian. Hàng năm thì người Việt cúng cô hồn kéo dài khoảng 1 tháng, tùy thuộc vào từng nơi, từng vùng. Như ở miền Bắc thì họ cúng đến tầm 15, còn ở trong miền Nam, miền Trung thì có thể cúng cả tháng. Thì ngoài việc cúng tổ tiên, tỏ lòng thành kính để báo hiếu, cúng thần Phật cũng như là cúng thần tài, thì nói chung trong thời gian này cũng để nhớ đến tổ tiên, những người họ hàng đã khuất, thì mâm cúng còn được cúng chúng sinh cũng rất được chú trọng trong khoảng thời gian này. Đó, gia chủ hay là những người làm lễ đọc kinh cầu siêu để siêu độ cho những cái vong hồn lang thang không nên nương tựa. Đó, vậy nên là đây cũng là một cái phong tục tập quán hết sức là tốt đẹp quý vị nhé. Thứ hai ấy, vậy để giảm bớt cái vận xui thì cái tháng cô hồn chúng ta nên rắc thứ gì ở trong nhà? Thưa quý vị, tháng 7 âm lịch thì cái vật phẩm mà quý vị cần mua để ở trong nhà đó chính là muối. Bởi người xưa quan niệm để muối sẽ giúp xua tan cái điều không may mắn, trừ đuổi cái tà ma, đem lại cái may mắn và tài lộc cho gia chủ. Cụ thể, dùng muối thế nào cho đúng cách thì xin mời quý vị hãy lưu lại những cái cách sau đây. Thứ nhất, đặt gạo và muối ở dưới gầm giường nhằm mục đích là để hối lộ thần tài, giúp cho cầu tài lộc và bình an. Các chuyên gia phong thủy chia sẻ rằng do gạo và muối là cái biểu tượng của sự ấm no đầy đủ. Vì vậy, nếu đặt chúng ở dưới gầm giường sẽ giúp cho gia chủ làm ăn gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc, tiền bạc thì dồi dào. Tuy nhiên, khi muốn cầu tài lộc thì cách đặt gạo muối ở dưới gầm giường cũng sẽ khác nhau. Khi mà cầu con cái thì trong trường hợp này gạo và muối sẽ được đặt ở hướng Tây hoặc là hướng Đông Bắc ở dưới gầm giường. Sở dĩ như vậy bởi gạo nó mọc lên từ đất, nó thuộc hành thổ, và hướng Tây là hướng Đông Bắc cũng thuộc hành thổ. Muối được tạo nên từ nước biển là một trong những khoáng chất có tác dụng làm sạch từ xa xưa đến nay. Thì ông cha ta cũng hay giải muối ở các góc, các gầm giường rồi quét sạch để để giải xui, xua đi những cái nguồn năng lượng xấu, xua đi những cái nguồn năng lượng tiêu cực ra khỏi ngôi nhà. Tiếp theo là nước muối nó cũng sẽ giúp hấp thu năng lượng tiêu cực. Theo thuyết phong thủy thì muối có thể được tăng thêm công dụng khi mà kết hợp với nước. Những gì mà quý vị cần làm là có muối biển, một cái ly thủy tinh hoặc một cái chiếc bát với 6 đồng tiền xu. Sau đó thực hiện như sau. Trước tiên là hãy cho muối vào trong bát hoặc là trong ly thủy tinh. Sau đó để 6 đồng tiền xu ấy. Quý vị lưu ý phải đặt cái mặt tiền lên trên muối và hướng mặt dương lên trên. Đó. Cuối cùng các bạn đổ nước vào và đặt bát nước muối trên một miếng vải lót. Với các mong muốn giàu có thì người ta cũng đặt một bát nước muối ở góc nhà, ở cung Tài Lộc ở hướng Đông Nam. Không những vậy, nếu mà quý vị muốn đơn giản là sức khỏe luôn được tốt đẹp, bình an, thì các bạn có thể đặt bát nước muối ở cung Gia Đạo ở hướng Đông. Nhớ thay nước muối mỗi năm một lần quý vị nhé. Thưa quý vị, tiếp theo là chúng ta cũng xét về cách sắc muối để xua đuổi cái tà khí trong tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn. Thưa quý vị, những người khi mà chuyển tới cái ngôi nhà mới thì cũng được khuyên rằng hãy rải muối trong phòng, đặc biệt là các góc nhà. Sau đó trong khoảng 24 giờ đợi cho muối hấp thụ những cái nguồn năng lượng của chủ trước đi, cũng như là hấp thụ những cái nguồn năng lượng xấu thì quý vị có thể quét để xả xui, để mang lại cái không khí được vượng pháp. Cái cách hóa giải vận đen bằng muối là ném muối qua vai trái. Đấy, thì các bạn một tay bốc một nắm muối rồi ném qua vai trái, tay phải đối với nữ và tay trái đối với nam. Nam thì chúng ta bốc tay trái, nữ thì chúng ta bốc tay phải. Đó, sau đó ném qua vai trái. Đấy, cái việc này nó có ý nghĩa là loại bỏ những cái điều không may mắn ở lại phía sau lưng. Tuy nhiên đấy, các bạn phải chắc chắn là ném qua vai trái nhá. Nếu mà ném qua vai phải thì cái vận xui nó sẽ tăng lên gấp 2 đấy quý vị. Thì ngoài cách ném muối, các bạn có thể là gì, tắm nước muối. Đó, cho 7 muỗng muối hòa tan với nước, sau đó dùng cái nước này dội từ trên đầu xuống chân. Việc này có ý nghĩa là cuốn trôi đi mọi cái vận xui trên người các bạn. Bên cạnh đó chúng ta còn có thể rắc muối ở phía quanh ngôi nhà hoặc là gì ở cửa ra vào. Theo phong thủy, muối có khả năng hấp thu những cái nguồn năng lượng tiêu cực, mang đến cái nguồn năng lượng tích cực đấy, tinh khiết cho cái ngôi nhà cũng như cho con người và cái không gian sống. Rải muối xung quanh phía ngoài ngôi nhà hoặc là ở cửa cũng sẽ giúp ngăn chặn cái nguồn năng lượng xấu, nguồn năng lượng tiêu cực và làm sạch cái không khí nó đi vào trong ngôi nhà của các bạn. Bên cạnh đó, rải một ít muối trên sàn nhà vào buổi tối và quét đi vào buổi sáng hôm sau ấy, thì muối được cho là sẽ giúp mà xua đuổi quỷ dữ, tránh xa gia đình của các bạn. Một cách làm nữa là muối có thể là đem lại nhiều cái may mắn trong cái tháng cô hồn, đó chính là gì? Gia chủ đặt 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ. Thưa quý vị, trong tâm linh thì trên bàn thờ là một trong những cái món đồ thờ cúng mang cái trong mình những cái ý nghĩa linh thiêng, đúng không ạ? Mỗi món đồ đều có cái ý nghĩa riêng và có một cái quy tắc sắp xếp nhất định và có một cái vị riêng của mình. Cái việc biết sắp xếp đồ thờ cúng cũng như là biết cách là đặt 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ sao cho đúng phong thủy không chỉ sẽ giúp cho gia chủ mang lại cái sự cân đối hài hòa, ngăn nắp trong cái không gian thờ cúng, mà còn mang đến cái sự may mắn về tiền tài và vận mệnh cho gia chủ. Đầu tiên đó là ý nghĩa của 3 hũ nước gạo muối trên bàn thờ. Thưa quý vị, nước, gạo, muối là 3 loại thực phẩm cần thiết nhất, không thể thiếu trong đời sống của con người. Vì vậy, 3 hũ gạo, muối, nước trên bàn thờ tượng trưng cho cái tấm lòng thành kính của con cháu với mong muốn tổ tiên ở thế giới bên kia, thần Phật và các vị gì gia thần luôn được ấm no đầy đủ. Bên cạnh đó, một hũ gạo, muối, nước cũng mang những cái ý nghĩa khác nhau, tượng trưng cho cái ước muốn của con người thờ cúng. Ý nghĩa của hũ muối đấy, không tự nhiên mà ông cha ta lại để lại một câu là đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Muối đối với cái đời sống vật chất là một cái khoáng sản, là một cái loại tài nguyên quý đối với con người. Đối với đời sống tâm linh thì muối có tác dụng là chế sát khí cho con người. Vì thế hũ muối trong 3 hũ được để trên ban thờ thể hiện cái lòng mong muốn có được một cuộc sống hạnh phúc, trong sạch, no ấm và hưng thịnh hơn. Còn đối với ý nghĩa của hũ gạo thì từ xưa đến nay, gạo là cái lương thực chủ yếu để nuôi sống con người. Gạo là cái hạt ngọc trời, nó biểu tượng cho cái sự đầy đủ, sung túc. Chọn gạo là một trong 3 hũ để trên ban thờ, thể hiện cái việc mong muốn làm ăn của gia chủ được phát đạt, có của ăn, của để. Ý nghĩa của hũ nước trên ban thờ. Thưa quý vị, nước chính là cội nguồn của mọi sự sống trên cái thế giới này. Hũ nước biểu trưng cho cái sự trong sạch và cái sự thanh cao. Ngoài ra, nước có sức mạnh vô cùng mãnh liệt. Vì thế, đặt hũ nước trên ban thờ hoặc là ban thờ thần tài hoặc ban thờ gia tiên ấy, là thể hiện mong muốn có được cái sức mạnh, có sự trong sạch như nước. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái việc đặt 3 hũ gạo muối nước trên ban thờ đúng chuẩn phong thủy. Thưa quý vị, theo phong thủy thờ cúng thì cách đặt 3 hũ gạo muối nước chuẩn nhất đó là đặt theo hàng ngang hoặc là theo hình tam giác. Cái hũ nước sẽ được đặt ở giữa cái hũ gạo và hũ muối, đấy sẽ được đặt hai bên. Tuy nhiên về cái mặt vị trí hũ gạo muối nước cũng tùy thuộc vào cái kích thước ban thờ cũng như cái loại bàn thờ. Nếu mà bàn thờ to thì quý vị có thể là đặt gì cách 3 hũ to và cách xa ra một chút. Còn nếu bàn thờ nhỏ thì quý vị có thể đặt sát gần nhau. Đấy. Đối với bàn thờ Phật thì chỉ cần đặt một hũ nước sạch tượng trưng cho sự thanh tịnh là đủ. Còn đối với bàn thờ gia tiên thì quý vị nên đặt đầy đủ 3 hũ gạo, muối và nước. Gia chủ nên đặt 3 hũ gạo, muối, nước tại vị trí phía trước của bát hương và phía sau của cái mâm ngũ quả, cái mâm bồng đấy. Mỗi cái hũ nó cách nhau khoảng là tầm 2-3 cm hoặc có thể 5-8 cm, tùy thuộc vào kích thước ban thờ và tùy thuộc vào cách sắp xếp quý vị nhé. Nếu mà bàn thờ quá nhỏ thì quý vị có thể là đặt một hoặc 2 hũ cũng được quý vị nhé. Còn đối với ban thờ thần tài thì nên đặt hũ gạo, muối, nước ở phía sau bát hương và ở trước ông thần tài thổ địa. Đó. Lưu ý nên sắp xếp theo hình tam giác. Đó. Và tiếp theo là những lưu ý khi đặt 3 hũ gạo, muối, nước trên bàn thờ. Thưa quý vị, quý vị nên lựa chọn những cái hũ gạo, muối, nước có kích thước phù hợp với cái không gian thờ cúng. Nên lựa chọn cái loại gạo ngon, muối sạch, nước sạch, không dính chất bẩn để làm cái vật phẩm thờ cúng, dâng lên ông bà tổ tiên và các vị thần Phật. Nên chọn cái chóe thờ, đài thờ làm từ chất liệu bằng đồng hoặc bằng gốm. Đấy, nói chung ấy, quý vị cũng nên chọn cái loại có thương hiệu rõ ràng và cái đồ thờ cúng ấy, phải cần dùng riêng, dùng cẩn thận, không được dùng với các đồ khác trong gia đình, kẻo lại mang cái tội bất kính với thần linh quý vị nhé. Và khi thờ cúng cái 3 cái hũ gạo, muối, nước, cái thời điểm thích hợp nhất để thay đó chính là gì? 2-3 tuần, 1 tháng, hoặc quý vị có thể 2 tháng thay một lần thì vẫn được đó. Và khi thay thì quý vị cũng cần phải đổ một nửa nhé, tức là đổ 2/3 gạo ra ấy, và sẽ giữ lại 1/3, sau đó để cho gạo, muối, nước mới vào để mà để mà thờ cúng tiếp. Đấy, như vậy thì mới có thể là giữ được cái sự bình an, may mắn và tăng cường được cái tài lộc cho mình. Thưa quý vị, thì trên đây là toàn bộ những cái cách làm và cái cách để giải xui bằng muối, cũng như là cách đặt 3 hũ gạo, muối, nước trên bàn thờ mà quý vị có thể tham khảo để mang lại cái may mắn, tài lộc, cũng như là xua đi những vận hạn, những sự đen đủi trong cái tháng cô hồn. Và tiếp theo chương trình, Tử Thông cũng sẽ tiếp tục chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái phong thủy nhà ở trong tháng cô hồn. Quý vị hãy kiểm tra xem nếu mà nhà chúng ta mắc 6 cái lỗi cần tránh này hay không ấy, từ đó mà thu hút cái khai mở cái cung tài lộc. Thưa quý vị, mỗi một vị trí trong nhà thì ngoài cái yếu tố thẩm mỹ còn cần phải chú trọng đến cái yếu tố phong thủy. Nếu mắc lỗi phong thủy thì có thể sẽ là ảnh hưởng trực tiếp đến cái vận khí của gia đình. Lỗi thứ nhất là đặt sai nguồn nước. Thưa quý vị, nước được xem là cái tài nguyên sẽ thu hút cái tài lộc, may mắn đến với gia đình. Các thầy phong thủy vẫn thường có câu là sơn quản nhân đinh, thủy quản tài, mà thủy ở đây chính là nước, nó sẽ chủ quản về cái tài lộc. Thế nhưng các bạn không nên đặt nguồn nước bừa bãi ở bất kỳ vị trí nào trong nhà. Chẳng hạn tranh ảnh có liên quan đến nước thì cũng không thích hợp đặt ở phòng ngủ, vì đây là cái không gian cần nơi yên tĩnh. Thứ hai là có quá nhiều đồ phong thủy. Thưa quý vị, có nhiều người hơi lạm dụng cái đồ phong thủy mà biến nhà mình thành gần như là một cái cửa hàng trưng bày cái sản phẩm phong thủy. Nhiều quá, cầu thả quá thì cũng không có quá tốt. Trong trường hợp này đôi khi nó còn phản tác dụng nữa, vậy nên là quý vị cần phải lưu tâm nhé. Thứ ba là bếp nấu và tủ lạnh không được gần nhau. Thì khoảng cách giữa bếp và tủ lạnh thường là cách 60 cm, mà tốt nhất là quý vị nên để xa ra, có thể cách một cái bình phong hay một cái gì đó để cho không bị giao tranh giữa thủy hỏa. Bên cạnh đó, quý vị đừng bao giờ sơn tường bếp màu đỏ hoặc là tủ có màu đỏ nhé. Nó sẽ làm tăng cường thêm cái yếu tố hỏa ở trong cái không gian bếp. Và tuyệt đối không nên đặt bếp ở trung tâm, ở phía tây bắc của ngôi nhà, tức là đặt vào cung càn đấy. Giữa cung càn thì là không tốt nhé, cung càn là trời, thì nó sẽ xảy ra nhiều cái hiện tượng không hay. Sức khỏe của gia chủ bị suy giảm, tài lộc thì cũng từ đó mà bị tan biến. Thứ tư là phòng bếp không được sát với phòng ngủ và mặt sàn quá cao. Đó. Phòng bếp là một trong những cái căn phòng rất quan trọng của một ngôi nhà. Đây là cái nơi có nhiều khói bụi, dầu mỡ. Phòng ngủ lại là nơi của gia chủ. Chính vì vậy mà cái việc để phòng bếp sát với phòng ngủ sẽ làm tình trạng mùi trong phòng bếp vào phòng ngủ, khiến cho bầu không khí nó không được trong sạch, ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ của những người trong phòng. Nếu như mà sàn bếp mà cao hơn cái sàn phòng ngủ ấy, thì không những sẽ gây ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ, mà theo quan niệm phong thủy tâm linh ấy, thì nó cũng sẽ gây ra cái sự bất hòa trong các mối quan hệ vợ chồng. Lý do vì cái phòng khách là nơi tiếp khách, đại diện cho cái vị thế của người đàn ông, còn phòng bếp lại đại diện cho người nữ, đúng không ạ? Phòng bếp mà cao hơn phòng ngủ hoặc là phòng khách cũng sẽ dễ cho người ta hiểu lầm là vị trí của người chồng sẽ bị người vợ lấn áp. Thứ năm là nhà ở có quá nhiều góc cạnh. Thưa quý vị, Nhiều kiểu nhà có cái kiến trúc rất xấu, chẳng hạn như nhiều góc cạnh. Trong phong thủy thì coi đó là một cái hiện tượng phá tài, vừa gây tác động lớn đến thị giác lại vừa gây ảnh hưởng đến cái tâm lý của những người ở trong nhà. Ở một ngôi nhà như vậy thì gia chủ nên đặt những cái chậu cây cao có nhiều lá ở cái góc nhọn nhằm giảm nhẹ cái sức ảnh hưởng của cái góc, hoặc là những cái kệ tủ khiến cho thì cái góc nó trở nên vuông vức khó chịu. Thứ sáu là trong nhà có quá nhiều cửa sổ. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết ấy, mặc dù cửa sổ sẽ giúp cho ngôi nhà được thông gió và đón nhiều cái vượng khí cũng như là đón gió đấy, nhưng mà nó lại không tốt cho cái việc tụ khí. Cái nguồn năng lượng từ trường trong nhà dễ bị thất thoát nghiêm trọng. Trong phong thủy có nhấn mạnh đến cái việc tích gió, tích tụ cái vượng khí. Nhà nào mà bị thất thoát thì khó có thể thịnh vượng được. Bên cạnh đó, cửa sổ mở quá nhiều cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái không gian đấy, giúp cho khiến cho gia đình bị hao tài tốn của. Sức khỏe của các thành viên trong gia đình cũng bị giảm sút nghiêm trọng. Quý vị thân mến, hy vọng những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay của Tử Thông cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn có được những cái mẹo phong thủy để giải xui trong cái tháng cô hồn, cũng như là giúp gia chủ gia tăng thêm được cái may mắn, vượng khí và tài lộc cho mình quý vị nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.